Tôm bóng bóng cho subscribe nâng xin nhá rút cập đăng nơi lời chân đại xe vật tầng ốc nha. Đảm bây tư tu bán video thamay play play chỉ riêng rõ tháng ngày. Bà tôm xoá công bà rơi mặt tiền ốc nơi tam bật đai xin công YouTube tầng ốc nha. Bà tôi nên dưới mặt tam tam nơi bò rộng miền thamay mùi tiết hóa chỉ mùi nâng chân đại xe vật. Bà cứ bà rơi giác cửa thân nạ tất đo chỉ vật xôn công cọc cho lại xó bà xin chỉ nẹ miên chùm ngư bà phê tiền này. Bà chẳng đơn thà chúng ngửa với những thức tạm tàn tình ốc nìa. Các cốc cho chia bị thi xác bên dì dấu môi rồi bọc rửa chia chân Campuchia. Khi nông ca phía ba là ca rạc cho có và đặt sai chư có ba nâng tập chấp xem chị đàm. Rửa chia chân khmai dương phía chân dô tha phụ kê miên ả rõm thu sra là cao y cốc cho đòi phổng trăm bạch pra thân năm pẹt. Chúng tôi nè khá tiết dơ tha ca cốc cho chiêu vị thi đại nghị trúa nâng mình chăm bạch chùm này lôi chân đôi xong thân nam phòng đài. Còn tay ca cốc cho cổ thân nạc khăn chúng tôi mở nụ vây cẩn tá rư co mở nụ vây cha đại miên chùm ngư lơ chiếm lơ chết khăn nâng tự nôn phá em phòng đài. Dông tam ca sông phía chỉ môi nâng vị trẻ bẩn đất này tu tớ Lý rực thi con, bàn phần dơ bì phát bác phó này ca có cho đội nít thả. Ca có cho là cứ nghe sửa là hơi ách phơ bàn cổ bè. Hơi này chúng ngư mình là rõm tha sửa thu sra bì ca chư chọc chập. Cứ đòi xa tài chiết xa lấy xí lát đài miên là khôn nông bền cổ lá rưu cổ bền cho. Đài viết chui bần thôi à ca rạ chư chọc chập phòng đài. Bần tay ca cho, bà xin tốt, bần tay ca có cho bần đàl ở bay rưu gọt đạch của sai chiêm tôi krom sắc bay trong gần lãnh đại bàn có nút. Đại dương hai tha xa nam có cho. Chúng bố nét đại miên chùm ngư là chiêm nè phê đại có cho dương pra cầm lãng đại sông cắt có. Phí điệp đôi chia chụp bạch của sai đại bần đàl ở sông biết chiêm lãng của bố. Chỉ môi nâng rộng nhô này hiếp chư chấp nâng cao sự cá tàng phi giang gư thua ao chiêm bục lăng đài ao nẹ chùm ngư đạch tổ sai chiêm slap liêm liêm tài mặt đồn. Chùm phu nẹ lơ chết khlánh vánh cư cổ thân nạc đài xa tài tổ sai chiêm rồi bó cốt cư ban biết chì mùi nâng khlánh rùi rò tờ hời đồ chân nè nà phê đài dương có bần đà lào đạch tổ sai chiêm vừa ở miền cổng nọ chiêm tôi hơi miền cổng nọ chiêm nú ban hô tam tờ say chiêm đông luôn tờ xe khu cấp ba bể đông suốt bắt chỉ cần lấy đa miền tờ say tôi đa bẩn đa là ở xe tờ say chiêm slap nử về đại dương cọc chó chồng bố nè đại lợi chết khăn phòng đại lúc bị chết bẩn đất bẩn thêm tiết thả. Nè chùm ngư tực nông phá em có một cua có cho đài bố nè chùm ngư tực nông phá em tay miên à ca rạ lơ chiếm nâng lơ chết khai như anh tại mặt đồn. Mà nè cứ chia ca bằng ra môi ở tờ lơ nè đài miên chùm ngư bây bộ phết ní nè nông ca có cho cứ dân một cua có nước tê chiếc viên nè miên hà nè phây nà môi cắt lăng đòi dân một đăng môn. Và nè cứ ở trên vì lâu vị trẻ vật đất rất thích con và cứ ở chi bộ đặc biệt môi đại dương của ta chạy đồng lại tất đó bóng ô nâng mật hẹ chiếp xe cồm cửa xa dương ở bàn đăng chiếp xe cứ nẹ đại miên chủng ngư tạng bay nên tại mặt đông cứ mình cua cọc tròn tê chiếc viên miên cửa nạc đòi dương mình ai đăng và nè phê ní trong bàn cửa xô mình chọc video ở tìm môi tâm phân ní có nôm ở rộng bây giờ mặt tạng ốc mong tam tan nè bộ đặc biệt tìm phi vinh mặt đông. Bắt chung phố rồi miền tí phí ní vinh cư ở miền chùm đoàn chương thà. Có crowd Facebook bổ rộng mình nè. Chnay lan mini bị thông sang chá chá. Ai bác bó bán lăng mà em. Bắt chung đoàn thay nhận ná từ tàn tàn chung mùi khiêm bát tình ốc nìa. Bắt bộ phố phí bộ tết thay. Kết ở nơi Facebook mùi. Bán bằng hóa video rồi bóc luôn đã bán. Vừa ca xa là bóng bạc bò rụt dân mini khá. Xong rạp tốc chi khuẩn ánh đòi phần lật mọc bì thông sang chá. Vừa
ើឲ្យមានការផ្ទុះសំណើចដល់អ្នកលេង Facebook យ៉ាងច្រើនរហូតដល់មានអ្នកកំងធ្វើនិងកំងទិញយ៉ាងច្រើនក៏ផងដែរដោយបរិសរូបនេះមានឈ្មោះថាវត្តឆផុនផាផានគឺរស់នៅផ្ទះលេខ16ផ្លូវទី7ភូមិណងជីតតំបន់ព្រះធាតស្រុកណានតូនខេត្តមហាសានខានក្នុងប្រទេសថៃផងដែរគឺគាត់បានយកធុងសាំងចាស់ដែលមិនប្រើការមកកាត់ធ្វើជារថយន្តមីនីហើយបានយកមកឆ្នៃដាក់ម៉ាស៉ីនរថយន្តអាចបើកបោបានប៉ិតប៉ិតព្រមទាំងតុបតែងលាបពណ៌ឲ្យមើលទៅស្អាតទៀតផងដោយគាត់បានទៅសេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ថាសុបនិមិត្តឆ្នៃពីធុងសាំងដែលគ្មានតម្លៃមកធ្វើដែលគ្មានតម្លៃមកធ្វើជាមីនីខាចំណាយមិនលើសពី600ដុល្លារក៏អាចខ្លះជារបស់យើងបានទៅហើយបាទគឺសាឡបងធ្វើទាំងអស់គ្នាណារឿងរ៉ាវខាងលើក៏បានលបីតតគ្នាក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកសាកសួរថាផលិតផលនេះគឺលក់ដែរឬអត់ធ្វើឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះទៅដល់ទីតាំងនឹងកន្លែងផ្ទាល់ហើយនឹងបានត្រួតពិនិត្យសួររកម្ចាស់រថយន្តមីនីខាមួយគ្រឿងនេះតែម្ដងពេលទៅដល់ជួបម្ចាស់ភ្លាមក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាដំបូងថានឹងធ្វើឲ្យកូនលេងប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះមើលទៅខុសប្លែកពីគេចំណែកឯសម្ភារៈវិញគឺមិនថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេមិនដល់20,000បាតឡើយបាទនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតរបស់បុរសជនជាតិថៃម្នាក់គាត់បានយកធុងសាំងចាស់ចាស់គឺមកច្នៃធ្វើជាកូនឡានដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់លេងទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើហើយគឺមានការផ្ទុះហើយនិងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងបានចង់ទិញយកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទនៅពេលនេះប្រហែលជាគាត់បានធ្វើលក់ហើយមើលទៅព្រោះឃើញមានថារថយន្តនេះគឺច្រើនមែនតើនៅក្នុងរូបភាពបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងយកមកឲ្យប្រិយមិត្តតាមដានបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា